nhìn xem tháp Hoovuva của tớ đẹp làm sao. Tớ tự hỏi rằng là Kate đang làm gì nhỉ? Oh wow, tháp của cậu ấy á, lớn gấp 3 lần tháp của mình. Ừ, tuyệt quá. Cái gì? Bây giờ Kate sẽ ghen tị chết luôn ý. Ôi, tớ leo cao quá. Ôi, tớ ở đây rồi sao? Tớ đã làm tòa tháp cao nhất thế giới rồi. Ôi mẹ ơi, đưa tay đây. Ôi không, chúng ta ngã bây giờ. Oh wow, chúng ta đang ở đâu đây? Đây thực sự là thử thách mới sao? Tớ có hộp kẹo cao su, nhưng mà chưa có gì bất thường cả. Còn cậu thì sao Kate? Ôi trời ơi, con bò này trông giống ma quỷ quá. Ôi, nhìn thôi đã khiến tớ nổi hết cả da gà rồi. Mẹ 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 ơi. Ôi, hy vọng là nó sẽ không sao. Cái gì? Trời ạ, đây là lửa sao? Ôi, không thể tin được bắt mình. Đây là... sô-cô-la với ớt cay sao? Ôi, không phải cái này chứ. Thật là khủng khiếp. Trời ơi, tớ không muốn làm đâu. Ôi, tớ sợ quá. Nhưng mà... cũng không đáng sợ như tớ nghĩ đâu. Ôi! Thôi, hết rồi. May quá, tớ còn rất là thích nó nhá. Nào, bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Ôi, mong là của tớ sẽ ổn hơn. Cái kẹo cao su này á, mong là bình thường, ngửi thì rất ổn. Ngon phết đấy chứ, tớ rất là thích nó. Ôi, tớ không biết là thử bong bóng từ nó như thế nào nhở. Oh wow, trời ạ, đây là tuyết mà, hay quá. Còn nếu mà tớ lấy tất cả các kẹo cao su ra thì sao? Tớ nghĩ là sẽ rất là vui đấy. Bây giờ á, tớ sẽ cho hết vào mồm. Ôi trời ạ, lạnh thế nhỏ. Nhưng mà bây giờ á, tớ sẽ thổi một quả bong bóng rất là to. Và nhìn nhá. Wow, thật là tuyệt vời. Ôi trời ạ, cái này là cái gì nó đây? Ôi, chuyện gì vậy? What? Ôi trời. Ôi trời ạ, cậu á, tự làm mình đông cứng lại rồi. Ê, chết rồi. Ai, ôi ngón tay tớ bị sao vậy? Ôi, cần phải làm ấm, không thì á, tớ cũng sẽ phải trông số phận mất. May quá, thành công rồi. Đừng, không sao, bây giờ á, tớ sẽ giúp cậu. Tớ á, sẽ phải ăn hết cái này mới được. Nào, bây giờ ăn hết thôi nào. Được rồi, bây giờ á, chuẩn bị này. Lửa! Ôi, trời ơi, ấm thế. Ôi, tớ thì nóng quá. Ôi, Jess, xin chào. Tớ rất là vui khi là cậu đã quay lại với tớ. Wow, trời ạ. Chúng ta được kẹo bông và kẹo cao su này. Tớ sẽ bắt đầu nhá. Nào, trời ạ, cái này á, ngon thật đấy. Jess ơi, cậu chắc chắn sẽ phải thích thích thôi. Ừ, ok. Tớ á, cũng đang bắt đầu rồi. Wow, trời ạ, cái này ngon quá. Cần phải thử bong bóng. Ôi, nổ rồi. Không sao, tớ sẽ thử thêm một miếng nhá. Ê, Jess, nhìn này, thử nhá, cho vào trong nước xem nó như thế nào. Bây giờ á, cho vào đây á, nó sẽ tan hết cả ra. Đấy, thế là xong rồi. Bây giờ tớ chỉ cần á, ngoài nó lên là được. Wow, đẹp quá, lại còn ngon nữa chứ. Cậu thấy không? Bây giờ thì á, tớ có thể uống ngay từ trong bát như này luôn này. Ôi vâng, tớ thấy rất là vui luôn. Wow, trời ạ, thật là tuyệt. Vậy thì á, để tớ cũng thử nhá. Tớ á, đang chảy hết cả nước dã ra rồi. Wow, nó tan nhanh quá. Tớ còn không kịp nhìn luôn, tuyệt quá. Ôi, tại sao lại khó ngoáy thế này? Trời ơi. Ôi không, trời ạ, cậu cao su của tớ á, nó đúng đông cứng hết cả rồi. Ôi, bây giờ phải ăn nó như nào đây? Cái này thì á, chắc chắn không thể xúc bằng thìa được. Có lẽ là có thể liếm nó thì sao? Ôi không, mặt tớ đầy kẹo cao su rồi. Ôi Jess, tại sao lại như thế chứ? Đây, để tớ giúp cậu nhá. Nào, bây giờ đi 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 đi. Nào, đi xa hơn, tớ đang giữ đây. Đây, tớ đang đi đây. Thôi được rồi, tớ sẽ bước thêm vài bước nữa, khó khăn quá. Trời ạ, mệt quá rồi. Thêm một chút nữa thôi Jess. Tớ giữ đây, ai. Ôi, cậu có sao không? Trời ơi, thật là khó chịu. Hoàn hồ, tớ
đã nhận được gói sô-cô-la yêu thích nhất của tớ rồi. Còn cậu thì sao, Jess? Ôi, đây là những loại kẹo chua nhất thế giới. Tớ không muốn ăn đâu, sợ lắm. Mẹ ơi, cậu ăn đi. Thôi được rồi, tớ có thể xử lý nó nhất nhanh chóng. Tớ có thể ăn nó mãi mãi luôn. Nó rất là ngon. Ôi trời ạ, cái này tuyệt vời thật đấy. Bây giờ tớ sẽ đổ hết vào mồm. Ôi vâng. Ờ, rất là tuyệt. Nhưng mà cậu định ăn từ bàn sao? Có lẽ không nên. Ồ, tớ có ý tưởng này rồi. Làm sao mà tớ không đoán được ngay nhở? Điều này sẽ cực kỳ thú vị, cậu sẽ ngạc nhiên thôi. Tớ có một công viên nước đồ chơi đây này. Và tớ chỉ cần sắp xếp nó lại thôi như thế này này. Gần như xong rồi nhá. Ta-da! Cậu thấy hay không? Ừ, trông cũng hay phết. Bây giờ thì tớ sẽ cho cậu xem cái này. Đấy, cho cái này vào đây và nó rơi thẳng vào mồm. Đến đây nào, các em yêu. Tuyệt quá. Hình như là tớ biết làm như nào rồi. Bây giờ tớ sẽ cho cậu cái này nhá. Cười tí. Ôi, trời ạ, bị gì vậy? Chua quá. Trời ạ, không thể nào mà chịu được. Úps. À, cậu muốn đùa chứ gì? Thế thì cậu ăn hết cái đống kẹo này đi nhanh lên. Trời ạ. Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ thử một cái. Ôi, mong là tớ sẽ không chết. Ôi, chua quá. Đấy, tớ biết ngay mà. Nhưng mà cậu vẫn còn rất nhiều. Nào, bây giờ tớ sẽ giúp cậu nhá. Không, 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 đừng. Xin đấy. Không sao, tớ sẽ vẫn giúp cậu thôi. Ôi không, trời ạ, tớ sắp nổ rồi, cứu tớ. À, cậu á, muốn chơi, muốn nhảy chứ gì. Đây, vậy thì chúng ta cùng nhảy thôi nào. Ôi, khoai tây chiên ngọt ngào. Ôi, chúng ta may mắn quá. Nào, bây giờ tớ sẽ thử trước nhá. Khoai tây của tớ á, được làm từ kẹo cao su rất là ngon. Cái này ngon quá. Còn tớ còn có cả sốt nữa này, cũng là từ kẹo cao su luôn. Thật là tuyệt vời. Ôi vâng, rất là ngon. Tuyệt vời lắm Jess, giỏi lắm. Ừ, mình biết mà, cảm ơn. Bây giờ thì tớ sẽ thử khoai tây của tớ nhá. Trời ạ, ngon quá. Ôi, lại còn có cả siro sô-cô-la nữa này, thật là tuyệt vời. Tớ đang thấy rất là vui đây. Nhầm. Kít, cậu có muốn thử cái của tớ không? Nước sốt của tớ ấy. Ừ, thế sao cậu phải hỏi, tất nhiên là tớ muốn rồi. Nào, bây giờ trông ngon thật đấy, để thử nhá. Thật là lạ. Ngồi nhưng mà ngon quá. Ôi, cái của tớ có màu sô-cô-la này. Ôi, hay thật đấy. Tiệt. Nào, bây giờ thì đấy là tớ thử cái sô-cô-la của cậu nhá. Ôi, nhìn trông rất là đẹp luôn ý. Ồ, wow. Trời à, tớ rất thích sự kết hợp này. Ôi, cái của tớ thì như nào nhỉ? Wow, cũng là sô-cô-la này. Jess, tớ nghĩ là cậu nên dừng lại đi. Trời à, nó to quá. Thôi, tớ sợ. Ôi trời à, bây giờ người tớ đầy sô-cô-la rồi, sợ quá. Tớ không nghĩ là nó sẽ như vậy, nhưng mà lại rất ngon. Các bạn có thích video của chúng tớ không? Vậy thì hãy chia sẻ với bạn bè, like và để lại bình luận nhé. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.